Của ID News. Thưa quý vị, mới đây, tại trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comirnaty phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Hiện tình trạng sức khỏe của các em như thế nào? Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thông tin chính thức về sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho 18 trẻ em ở Hà Nội. Rạng sáng ngày 5 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin chính thức về sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi ở Quốc Oai. Được biết trước đó vào ngày 3 tháng 11, trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comirnaty phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ 18 trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã trực tiếp thăm khám cho các bé. Hiện tại sức khỏe của các bé đều đã ổn định. Một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và rà soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tuyệt đối không để xảy ra những tình huống tương tự. Quả thực, tiêm nhầm vaccine cho trẻ em là sự cố vô cùng nghiêm trọng giữa thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Cơ quan chức năng cần sớm điều tra, đúng người đúng tội, ngăn chặn ngay để không còn xảy ra những trường hợp tương tự. Ồn ào về việc VTV lên án và phản ánh BH Media nắm giữ bản quyền sở hữu các ca khúc như Tiến Quân Ca, phần âm thanh trong video Quốc Tang hay loạt các sản phẩm âm nhạc khác nhận được rất nhiều sự chú ý. Sự việc cũng khiến nhiều nghệ sĩ và dư luận bức xúc khi sản phẩm trí tuệ cá nhân lại bị một đơn vị khác ngang nhiên thông báo sở hữu bản quyền. Trước sự việc này, BH Media đã thông tin đến truyền thông để giải thích rõ sự việc. Đơn vị này khẳng định không có chuyện BH Media đánh gậy bản quyền, mà những hình ảnh được chia sẻ đều là thư thông báo xác nhận tự động của YouTube khi phát hiện sự trùng khớp của bản ghi. Về bản ghi Tiến Quân Ca hiện đang được đơn vị Hồ Gươm Audio sở hữu, BH Media cho biết, theo Điều 4 Luật Sở hữu Trí tuệ 2019, là tác giả của Tiến Quân Ca, cố nhạc sĩ Văn Cao luôn có quyền tác giả với tác phẩm này. Bất kỳ ai muốn sử dụng tác phẩm phải thanh toán tiền tác quyền cho nhạc sĩ Văn Cao. Năm 2016, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng tác phẩm Tiến Quân Ca cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc, kể từ thời điểm hiến tặng trở đi, bất cứ một cá nhân, tổ chức nào ở Việt Nam sử dụng tác phẩm Tiến Quân Ca sẽ không phải thanh toán tác quyền cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao nữa. Tuy nhiên, nếu một cá nhân, tổ chức nào đó bỏ thời gian, công sức, kỹ thuật, tiền bạc ra, làm một bản ghi Tiến Quân Ca, theo luật sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức đó là nhà sản xuất, là chủ sở hữu của bản ghi này, quyền liên quan. Bất kỳ ai muốn sử dụng bản ghi này đều phải xin phép chủ sở hữu. BH Media cũng nêu rõ, bản ghi Tiến Quân Ca do Hồ Gươm Audio sản xuất, tức Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi. Bất kỳ ai muốn sử dụng bản ghi này phải xin phép Hồ Gươm Audio. BH Media chỉ là đơn vị được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý, khai thác tác phẩm trên YouTube. Do đó, khi BH Media đưa bản ghi Tiến Quân Ca của Hồ Gươm Audio lên YouTube, nếu có ai đó upload video sử dụng chính xác bản ghi Tiến Quân Ca do Hồ Gươm Audio sản xuất, thì YouTube mới gửi thư thông báo xác nhận bản quyền. Còn nếu người dùng đăng tải bản ghi Tiến Quân Ca do họ tự đầu tư sản xuất, khác với bản của Hồ Gươm Audio, thì YouTube sẽ không nhận diện bản quyền. Ngoài ra, về vấn đề bị lên án nắm quyền sở hữu đoạn âm thanh trong video lễ quốc tang do VTV1 phát sóng, BH Media cho biết, qua hệ thống, đây là video giả danh VTV1 sử dụng bản Tiến Quân Ca của Hồ Gươm Audio mà không xin phép. Các trường hợp khác mà VTV phản ánh liên quan tới BH Media cũng tương tự.
cầu gần 80 tỷ chưa nghiệm thu đã lún nứt, nhà thầu đổ do trời mưa. Ngày 29 tháng 10, ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk xác nhận, mặt đường và nhiều hạng mục công trình dự án cầu Cư Pam tại tỉnh Lộ 9 đoạn qua huyện Krông Bông đã bị sụt lấn và nứt. Ông Bách cho biết, công trình này chưa nghiệm thu bàn giao, hiện các đơn vị xây dựng liên quan đang khắc phục sự cố. Ngày xưa thiết kế không có cốt thép, tấm đan nên giờ đào xuống xử lý lại móng, sau đó làm bê tông, tăng cường cốt thép vào. Nguyên nhân sụt lún do quá trình lưu lèn diện tích rộng nên bị lõi. Tuyếp nhựa đường không kỹ nên nước xuống làm hư hỏng. Tôi đang cho đơn vị thi công nâng cấp để đảm bảo công trình. Đây là dự án với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng. Theo ghi nhận, khu vực tại cầu đang thi công xây dựng lại phần bị hư hỏng khoảng 20 mét. Đáng nói nhiều khu vực gần cầu bị nứt và sụt lún sâu, nhiều điểm chắp vá. Một người dân cho biết, công trình được đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2021, nhưng không lâu thì xuất hiện các sự cố khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi sợ nhất là các điểm bị sụt lún, nứt toác. Thời điểm này đang mưa lớn, nước sông dâng cao nên dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc. Được biết, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh là chủ đầu tư dự án cầu Cư Pam. Dự án do liên danh công ty Đại Thiên Trường, Đại Việt và Hoài Ân thi công, xây lắp, hoàn thành vào ngày 23 tháng 6 năm 2021. Liên quan tới sự cố trên, ngày 1 tháng 11, ông Đỗ Quang Trà, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cho biết vì dự án chưa được bàn giao nên Sở chưa nắm được thông tin. Nếu xảy ra sự cố thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm và phải khắc phục theo quy định. Trong khi đó, đại diện công ty Hoài Ân, một trong ba liên danh nhà thầu cho rằng công trình bị hư hỏng do lượng xe lưu thông nhiều. Bên cạnh đó, những ngày qua có mưa lớn nên xuất hiện những sự cố như nứt toác và sụt lún. Trả lời câu hỏi về việc có hay không dấu hiệu rút ruột công trình, ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho hay, không phải rút ruột mà do nguyên nhân khách quan, họ đổ bê tông tươi, đạt chất lượng, được kiểm soát đàng hoàng, song do trời mưa cùng với thông xe quá sớm nên bị sự cố. Về chi phí sửa chữa khắc phục, ông Bách khẳng định nhà thầu phải tự bỏ tiền ra sửa chữa và bàn giao. Tuy nhiên, việc đổ lỗi cho đi lại của người dân hay do thời tiết khiến cây cầu mới xây dựng, chưa nghiệm thu đã có những hư hỏng nặng nề như thế này là không thể chấp nhận được. Vừa tiêu tốn nhiều tiền, vừa nguy hiểm cho những người đi lại. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, khẩn trương khắc phục và xử lý sự cố đáng tiếc. Liên quan đến cuộc gặp gỡ định mệnh của bà Nguyễn Phương Hằng và nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, chiều 4 tháng 11, đích thân nữ CEO đã đến địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để xác minh đây có phải là cơ sở tôn giáo như phương tiện truyền thông đưa tin hay không. Trước đó, nữ streamer từng khẳng định, đích thân tôi sẽ đi cùng trên dưới 50 người tới đó, tất nhiên là hoàn toàn hợp pháp. Tôi có báo công an, tôi không đi gây rối trật tự, mà tôi chỉ đi thăm một nơi để biết tu giả hay thật. Sau thông báo của vợ ông Dũng là Vôi, từ sáng sớm, hàng trăm người dân và YouTuber đã kéo đến trước cổng tỉnh Thất Bồng Lai vì hiếu kỳ, tạo nên không khí vô cùng hỗn loạn. Từ bên trong, nhóm tu sĩ liên tục dùng điện thoại livestream cầu cứu cơ quan chức năng. Sau gần tiếng chờ đợi, cuối cùng bà chủ Đại Nam đành phải ngậm ngùi quay về vì tỉnh Thất Bồng Lai kiên quyết không mở cửa. Trên sóng livestream, nữ doanh nhân khẳng định sẽ tiếp tục trở lại nhưng với hình thức nguội, nghĩa là bất ngờ, không thông báo từ trước. Bên cạnh nhóm tu sĩ, dư luận còn đặc biệt quan tâm đến những chú tiểu đang sinh sống tại đây. Trên trang fanpage chính thức, người đại diện phát ngôn vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 7 chú tiểu ngồi co ro một góc, liên tục quấy khóc, thể hiện thái độ lo lắng khi bên ngoài xuất hiện người lạ mặt. Các bé hồn nhiên hỏi người quay clip, liệu người ta có bắt con không, khiến người xem rất xúc động. Tu sĩ Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên nhanh chóng có mặt trấn an, khuyên nhóm chú tiểu nên bình tĩnh. Đừng lo, có thầy ở đây rồi, không có gì phải sợ. Đặc biệt, người này tiết lộ thêm có một bé tên Pháp Tâm vừa khám bệnh tim nên tâm lý cũng bất ổn hơn so với các bé còn lại. Các bé nói trong clip, mấy đứa nghe tiếng rầm ở ngoài đó mấy đứa sợ, còn sợ, thầy đuổi tất cả ra đi. Lỡ người ta cầm súng bắn thì sao? Nhiều người gửi lời động viên đến các chú tiểu, nhưng nhiều người cũng đặt ra nghi vấn rằng phải chăng tỉnh Thất Bồng Lai đang lấy 5 chú tiểu ra để đỡ đòn và lấy lòng thương của mọi người sau khi bị dư luận cực kỳ quan tâm và soi xét. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của ID News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để liên tục cập nhật thông tin mới nhất hàng ngày, quý vị hãy bấm đăng ký và tích chuông kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.